Xin chào các bạn, gần đây thì chúng ta thấy rất là nhiều những thông tin cũng như là những cái clip rò rỉ trên mạng về bộ ba của chiếc điện thoại Galaxy S10. Tuy nhiên thì đây không phải là một ông trùm cuối đầu mà vẫn còn một nhân vật ẩn danh nữa, vẫn còn khá là kín tiếng. Đó chính là chiếc điện thoại màn hình gập của Samsung mang tên là Galaxy Fold. Thực tế ra thì về chiếc điện thoại màn hình gập thì Samsung cũng đã phát triển trong một khoảng thời gian khá là dài, nhưng mà mãi đến tháng 11 năm 2018 thì chiếc điện thoại này mới chính thức được nhá hàng tại một cái sự kiện. Thực tế là nó là nhá hàng thôi, nhưng mà nó lại được bao bọc trong một cái ốp, cho nên là vẫn không có ai có thể chiêm ngưỡng được dung nhan thực tế của nó sẽ là như thế nào cả. Và ngày hôm nay, trước thềm ra mắt của chiếc điện thoại Galaxy S10 thì chiếc điện thoại Galaxy Fold cũng đã rò rỉ hình ảnh chính thức về nó. Chúng ta không thể chắc chắn 100% đây sẽ là phiên bản thực tế của Galaxy Fold, nhưng mà vẫn có rất là nhiều thông tin chi tiết đáng tin cậy rằng là đây sẽ là những cái hình ảnh chính thức về chiếc điện thoại này. Qua hình ảnh thì chúng ta có thể tổng quan về chiếc điện thoại Galaxy Fold. Không rõ là giữa màn hình của Galaxy Fold có phân cách bởi bản lề gập hay không, nhưng mà có lẽ là Samsung đã lựa chọn một hình ảnh khá là khéo léo để ẩn đi cái phần này. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy là loa ngoài và mic thoại cũng như là cổng sạc USB-C được xuất hiện trên chiếc điện thoại Galaxy màn hình gập của Samsung. Bên cạnh cái đặc điểm nổi trội đó chính là màn hình gập thì chiếc điện thoại Galaxy Fold cũng được trang bị rất là nhiều công nghệ tiên tiến, ví dụ như là mạng 5G hoặc là sẽ có sở hữu là cụm 3 camera giống như chiếc điện thoại S10 Plus. Và về mức giá của nó thì vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng mà nhiều dự đoán cho biết là nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 2.000 đến khoảng là 2.500 đô. Tính theo giờ Việt Nam thì vào khoảng là 2 giờ sáng ngày 21 tháng 2 thì ba phiên bản Galaxy S10 cùng với chiếc điện thoại Galaxy Fold sẽ được chính thức ra mắt, và chúng ta sẽ cùng chờ đón xem là chiếc điện thoại màn hình gập của Samsung sẽ có đặc điểm gì nổi bật nhé. Chắc chắn là khi mà sở hữu chiếc điện thoại trên tay thì Bee Channel sẽ làm những clip đánh giá chi tiết và chia sẻ với bạn nhiều thông tin hơn. Xin chào, hẹn gặp các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.